Chào mừng quý anh chị và các bạn đã đến với kênh Minh Vlog Phong thủy tử vi. Hôm nay tôi mang tới cho quý anh chị và các bạn một video có chủ đề về tử vi 12 con giáp. Đàn ông sinh vào tuổi này dễ bị đồng tiền làm biến chất, càng dư giả càng dễ trở nên hư hỏng. Nhưng con giáp nam dễ bị tiền làm biến chất này đều có đặc điểm chung là rất giỏi nhẫn nhịn khi trong tay chưa có gì. Còn khi đã công thành danh toại, tiền bạc phù phê, anh ta như trở thành một con người hoàn toàn khác, bản chất thay đổi, thậm chí sẵn sàng vì đồng tiền mà làm những chuyện không thể chấp nhận. Có câu nói rằng khi không có tiền, thế giới kiểm soát đàn ông, còn khi có tiền rồi, đàn ông kiểm soát thế giới. Có một bộ phận đàn ông là vậy, khi chưa có gì trong tay, họ sống rất lánh mình, nói năng nhỏ nhẹ, làm việc gì cũng phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Họ khoác lên mình một vẻ tưởng như vô hại, thiếu sự cầu tiến, không được người khác đánh giá cao. Thế nhưng đó chỉ là vẻ ngoài để che giấu bản chất thật sự bên trong của họ. Thực chất họ luôn luôn ẩn nhẫn nhịn, chịu đựng để đợi cơ hội vùng lên. Một khi kế hoạch đạt thành, có tiền trong tay rồi thì bản chất không dễ đổi thay, chẳng thèm che giấu bất cứ một điều gì. Đó chính là những con giáp nam dễ bị tiền làm biến chất nhất dưới đây. Một, đàn ông tuổi Tỵ. Cái tên đầu tiên được nhắc đến trong số những con giáp dễ bị tiền làm biến chất nhất chính là đàn ông tuổi Tỵ. Bề ngoài con giáp này khá lạnh lùng, điềm đạm, không khéo ăn nói, cũng không thích thể hiện bản thân bằng ngôn ngữ, nhưng thực tế nội tâm của họ chất chứa rất nhiều tham vọng và nhiệt huyết. Khi ở nhà họ cũng ăn nói rất nhỏ nhẹ, lời nói đôi khi không được người nhà coi trọng. Chính sự mờ nhạt ấy khiến đàn ông tuổi Tỵ khi còn nghèo khó không được xem trọng, bất cứ ý tưởng nào được đưa ra cũng dễ bị gạt qua một bên. Nhìn có vẻ vô hại, song thực chất đàn ông tuổi Tỵ như một người thợ săn điều nghệ, luôn ở trạng thái tĩnh, ẩn nấp, che giấu bản thân mình, nhưng tinh thần luôn ở chế độ sẵn sàng, một khi có cơ hội là lập tức vùng lên. Đàn ông tuổi Tỵ không thích trở thành tâm điểm chú ý khi bị ai đó lôi ra ánh sáng. Đó là lý do họ rất ít tham gia các hoạt động tụ tập, hội họp bạn bè khi không có tiền. Nhưng tất cả những thay đổi 180 độ khi họ sở hữu nền tảng tài chính dư giả, có thể nói họ như lột xác hoàn toàn. Những lời đàn ông tuổi Tỵ không dám nói hay việc không dám làm trước đây thì nay đều chẳng chút e dè thực hiện cho bằng được. Thậm chí đồng tiền có sức mạnh che mờ mắt khiến họ bất chấp tất cả, sẵn sàng làm ra những việc không thể hiểu nổi. Đàn ông tuổi Tỵ khi có tiền và không có tiền như hai phiên bản trái ngược nhau hoàn toàn. Rất dễ trở nên xấu xa khi tiền bạc đủ đầy trong tay. 2. Đàn ông tuổi Sửu. Đa phần mọi người đều có ấn tượng tốt về đàn ông tuổi Sửu. Đó là người điềm đạm, chững chạc và đáng tin. Nhìn rất thành thật, không chút toan tính, đôi khi còn hơi cứng nhắc và thiếu sự linh hoạt. Thế nhưng, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Thực chất con giáp nam này cũng rất khôn khéo và giỏi giang đằng sau vẻ bề ngoài thô cứng của mình. Những người tuổi Sửu rất chú trọng hưởng thụ vật chất, chưa bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội kiếm tiền nào. Để có được ngày càng được nhiều tiền bạc, tài sản thì con giáp này sẵn sàng chịu khổ, chịu khó, làm việc vất vả. Khi chưa có đồng tiền nào trong tay, họ chăm chỉ siêng năng cày cấy bằng hết khả năng của mình. Nhưng đến khi có đồng ra, đồng vào rồi thì tự mình có vốn liếng, bản thân và suy nghĩ cũng dần dần thay đổi. Con giáp này khi đó rất dễ đánh mất quy tắc bản thân đặt ra, tính toán miễn sao lợi cho mình, dù có thiệt người cũng không liên quan đến mình. Đàn ông cầm tinh con trâu có tiền và không có tiền như hai người khác hẳn nhau. Có thể nói khi còn khó khăn, tất cả tâm trí của anh ta đều dành cho mục đích kiếm tiền, không có sức lực để nghĩ đến chuyện khác. Nhưng khi cuộc sống đã dư giả, họ bắt đầu có những suy nghĩ xấu xa, lệch lạc, không còn khiêm tốn và thành thật như xưa kia nữa. Lúc này đàn ông tuổi Sửu thường xuyên tham gia vào những bữa tiệc sang trọng, dính vào những cuộc tranh quyền đoạt lợi, ham mê vật chất, rất thích nghe những lời khen ngợi và tán dương của người khác. Khi ai đó đang tâng bốc hoặc nịnh nọt, con giáp nam này chẳng còn đủ tỉnh táo để đưa ra quyết định sáng suốt. Đồng tiền quả thực đã khiến người tuổi Sửu dễ dàng biến chất. 3. Đàn ông tuổi Ngọ. Xem tử vi của 12 con giáp, đàn ông tuổi Ngọ đa phần đều có tính cạnh tranh, hiếu thắng, việc gì cũng muốn theo ý mình và không muốn bị bỏ lại phía sau. Khi còn cơ cực, họ sống rất đáng tin, hết mình phải biết lo nghĩ cho người khác, làm việc gì cũng tỉ mỉ và nghiêm túc,
không bao giờ tỏ thái độ ngạo mạn với người khác. Dù không hay biểu lộ tham vọng của bản thân, song họ chưa bao giờ ngừng nỗ lực để theo đuổi mục tiêu của mình. Tiếc rằng vì thiếu tự tin nên họ quen ẩn nhẫn, che giấu tham vọng. Điều này khiến con giáp nam này cảm thấy bị đè nén rất nhiều, càng thêm cố gắng chứng minh bản thân. Cho nên khi đã giàu sang rồi, việc đầu tiên mà họ làm đương nhiên phải đi khoe khắp nơi về thành tựu mình đã đạt được. Con giáp nam tuổi Ngọ khi không có tiền vẫn là người đàn ông tốt, luôn hướng về gia đình nhưng lại không được đánh giá cao. Vì vậy, một khi bạn đã có tài chính dư giả, sự tự tin trong họ tăng vọt, trở nên cao ngạo hơn. Nhưng đôi khi con giáp nam này không kiểm soát được thái độ của mình, hành xử khá tùy tiện, tỏ vẻ khinh thường người yếu kém hơn mình, thậm chí ăn nói không kiêng nể nên rất dễ đắc tội với người khác. Phương diện tình cảm của đàn ông tuổi Ngọ cũng có những thay đổi đáng kể khi họ trở nên giàu sang, phú quý. Dù đã lập gia đình rồi, con giáp này cũng rất dễ bị sa ngã, có mối quan hệ ngoài luồng với những người phụ nữ khác. Bởi họ có tư tưởng hưởng thụ thay những tháng ngày cơ cực trước đây, không từ chối những người khác phái chủ động tiếp cận. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình cảm của anh ta. 4. Đàn ông tuổi Thìn. Người tuổi Thìn vốn rất tự tin và lại có cái tôi cao. Nhưng khi chưa có vốn liếng trong tay, họ che giấu tham vọng của bản thân khá tốt. Mọi việc đều có thể do vợ quán xuyến, chấp nhận, bị vợ lấn lướt, tiếng nói không có sức nặng. Nhưng khi đã đạt được mục tiêu về tiền bạc, công danh, họ sẽ dần lấy lại quyền làm chủ gia đình, yêu cầu bạn đời phải nghe theo những quyết định của mình. Khi người đàn ông tuổi Thìn không có tiền, anh ta sẽ chủ động hòa nhập với mọi người xung quanh, thái độ rất gần gũi và nhiệt tình, tạo cảm giác thân cận với mọi người xung quanh. Nhưng khi đã phát đạt và trở nên giàu có, anh ta sẵn sàng quên đi những người từng là bạn tốt của mình để kết giao với những người giàu sang và giỏi giang hơn. Trong suy nghĩ của con giáp nam này, con người phải luôn luôn biết hướng về phía trước, vì anh ta làm là cầu tiến vươn tới những gì. Điều đó không có gì là sai. Họ sẽ tự coi mình như một cái rốn của vũ trụ, cho rằng mình hơn hẳn mọi người và người xung quanh cũng phải nể phục mình. Đó là lý do đàn ông tuổi Thìn chính là một trong con giáp nam dễ bị đồng tiền làm biến chất nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và dành thời gian theo dõi. Các bạn có thể nhấn like và đăng ký kênh để sớm nhận được những video mới nhất. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai.